Đây là những đoạn quay chậm của đường cắt cụt để anh chị và các bạn có thể tham khảo được cả buổi sáng và buổi tối. Chi tiết hơn, kỹ hơn về tuyến đường cắt cụt này, kênh Tôi Yêu Hải Phòng muốn chia sẻ rõ ràng hơn. Và sau những video quay chậm này thì kênh Tôi Yêu Hải Phòng sẽ chia sẻ chi tiết hơn về tuyến đường cắt cụt này để anh chị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về đường cắt cụt này nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã ủng hộ và theo dõi video rất là nhiều.
đến lúc này là tầm trưa luôn, khoảng 12 giờ kém 15. Đấy, mọi người thấy xe ô tô đông chưa? Đường Tô Hiệu ấy, chỗ đèn xanh đèn đỏ, chỗ hồ sen cầu giao 2 ấy, đông lúc nào cũng tắc luôn. Đường đi Mê Linh cũng tắc, mọi người có thể xem một chút về đường đi Mê Linh rồi đấy mình quay đấy, mọi người nhìn không, nó dài luôn. Mỗi lần tan sở là hay bị tắc rồi đấy. Bây giờ ra đường Cắt Cụt nhé, Cắt Cụt thì sẽ đỡ bị tắc hơn, mặc dù Cắt Cụt đi hai chiều, Cắt Cụt đã được đi hai chiều nhưng mọi người có thể rẽ dự án Kinh xong rồi rẽ xuyên ra, nếu mà đi đường Hồ Sen Cầu Giào 2 vẫn xuyên được ra nhé. À, đường Dư Hàng là xuyên ra Hồ Sen Cầu Giào 2. Đây là đường Cắt Cụt này, rẽ trái là ra chỗ chợ Cột Đèn đấy. Thì cuối video sẽ chia sẻ với mọi người một chút ở chỗ chợ Cột Đèn đấy. Còn đây là chỗ đường Cắt Cụt. Cắt Cụt bây giờ đi hai chiều rồi nhưng mà đường thì nó vẫn nhỏ. Ở đây thì thực ra thì cũng có rất là nhiều quán ăn uống và cửa hàng thời trang là chính. Thời trang thì trên chỗ đoạn này thì cửa hàng thời trang không nhiều lắm, nhưng mà mình sẽ quay một cái video vào buổi tối. Mọi người có thể xem hết buổi sáng và buổi tối trong cùng một video này mình chia sẻ. Tại vì thực ra đoạn đường này nó cũng ngắn mà, nó cũng chỉ khoảng hơn 600m, 700m là cùng thôi. Đấy là chỗ đoạn đường tàu ấy. Ở đây thì nó vẫn có những cái quán ăn cơm hoặc là quán giày dép phụ kiện, đặc biệt là chỗ mũ miếc, cả những cái đồ cũ ấy, đồ second hand ấy, giày dép quần áo các thứ thì sách này. Ở chỗ ngay gần chỗ đường tàu ấy thì vẫn còn nhiều đấy, chuyên giày thắt lưng da ví các thứ. Nắng đẹp, ở đây thì có một cái bán bánh cuốn cũng có rất là nổi tiếng. Đây là ngã tư cắt với ở đường Cắt Dài ấy, còn hay còn gọi cắt Hai Bà Trưng. Đây này, còn vẫn còn các cửa hàng bán đồ second hand. Và ở đây thì nhà nhất thì vẫn nói chung là cũng không xây dựng nhiều lắm, chỉ sửa đổi, mình thấy sửa đổi là nhiều thôi, sửa đổi là nhiều. Đường thì vẫn như thế, mình cũng không thay đổi nhiều lắm. Đoạn này thì buổi tối bán thời trang rất là nhiều, tí mọi người có thể xem vào buổi tối nhé. Thì nhìn nó rõ hơn, nó lung linh hơn, tại vì nó có những ánh đèn. Đó. Lác đác thì vẫn có quán cà phê, quán ăn. Còn đây là cửa hàng thời trang thì như đoạn đầu mọi người xem rồi đấy, có những cái video chậm mà mọi người có thể tham khảo được. Nắng phát là đẹp ngay. Đây có trồng lan rất là nhiều luôn. Đoạn đầu này thì có buổi tối 7 giờ là có chân gà nướng chỗ này nhé. Chân gà nướng chỗ này nổi tiếng từ lâu rồi. Họ chỉ bán từ tầm khoảng 5 giờ đến khoảng 8 giờ là hết. Đây là rẽ ra đường Đức Cảnh, chỗ bờ hồ Tam Bạc rồi. Đấy. Nguyễn Đức Cảnh thì vẫn là một cái con phố mà bán đồ thời trang. Thì đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì lác đác cũng có vài quán cà phê các thứ, thì đồ thời trang với Đức Cảnh
thì vẫn là một con phố tập trung. Đấy, như anh chị và các bạn đã xem đường Cắt Cụt vào ban ngày thì hôm nay Tuấn sẽ chia sẻ nốt vào buổi tối với mọi người để tiếp tục. Đây là đoạn đường Nguyễn Đức Cảnh nhé, ở chỗ bờ hồ Tam Bạc đấy. Vào buổi tối thì như anh chị và các bạn đã xem cái đoạn đầu là vào buổi sáng ở đường Cắt Cụt rồi, thì bây giờ chia sẻ với anh chị và các bạn một chút ở đoạn đường Nguyễn Đức Cảnh vào buổi tối và đoạn đường Cắt Cụt vào buổi tối nhé. Đây thì đầu đường Cắt Cụt đây, đi một chút đây xong rồi quành lại nhé. Vào buổi tối đoạn này thôi, thực ra đường Nguyễn Đức Cảnh này chia sẻ với mọi người đây rồi đấy, cả buổi tối cũng chia sẻ với mọi người rồi. Bây giờ quay lại đường Cắt Cụt nhé. Tập này là 8 giờ hơn rồi. 8 giờ hơn rồi cho nên là chỗ bán chân gà nướng này bây giờ nghỉ ở đây. Ông đã nghỉ ở đây. Đấy, đây là đường Cắt Cụt vào buổi tối. Thì chỗ đoạn này bán rất là nhiều cửa hàng thời trang luôn. Rất là nhiều. Buổi tối thì mọi người nhìn thấy sẽ lung linh hơn rất là nhiều. Và ban ngày. Cũng có những cái quán cà phê. Đấy, thì cũng chia sẻ với mọi người ở vào buổi sáng rồi. Đi từ từ để mọi người có thể nhìn thấy ở buổi tối đẹp như thế này. Bao giờ thế Hải Phòng về đêm và buổi tối thì một số con đường chính Hải Phòng thì bao giờ cũng lung linh rồi. Đây là một trong những con đường chính, tại vì nó kết nối giữa đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Tô Hiệu, hai con đường sầm uất nhất của Hải Phòng, và nó đi được hai chiều nữa. Đây là chỗ ngã tư, chỗ Cát Dài, còn gọi Hai Bà Trưng. Đấy, đây là shop thời trang này. À, đây là có quán bia và một số cửa đồ ăn uống nhẹ. Ốc, à chỗ này có thảo ốc. Thảo ốc. Đây là chỗ đường tàu rồi. Đấy, hôm nay là tầm 16 độ. Ngày 29. Đây là bánh cuốn nóng nước, là nhiều nhà vẫn phải che cái giấy ni lông để che gió. Hôm nay lạnh mà, bắt đầu hôm nay nhiệt độ Hải Phòng bắt đầu rất là lạnh luôn, xuống 16-15 độ vào buổi tối, ban ngày thì tầm 18 độ thôi, rất là lạnh. Đây thì là đầu đường Tô Hiệu với cả chỗ dư hàng rồi, chỗ chợ Cột Đèn rồi, thì đã chia sẻ vào buổi sáng cho mọi người rồi, thì mọi người có thể xem luôn một chút buổi tối nhé. Đây, bánh mì pate Cột Đèn đây thì vẫn bán vào buổi tối đây. Đấy. Cô Thắm có thiết chỗ này, bây giờ quanh quanh đây rất là nhiều bánh mì pate các thứ đây. Pate Cột Đèn buổi tối đấy. Số 8. Đấy, bánh mì que đây. Ai mua bánh mì que thì cũng có thể để ra đây. Nổi tiếng Cột Đèn. Đấy. Một chút chia sẻ với mọi người để mọi người có thể tham khảo được nhé. Anh chị các bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh tôi ở phòng ấy thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh tôi ở phòng nhé.
cảm ơn mọi người rất là nhiều.